Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Và đây là lần đầu tiên, lại không đúng anh em, lần đầu tiên Đạt buông cái xe này đó anh em. Đó chính là chiếc Mazda 2. Đạt thấy cái giá nó hợp lý quá. Xe này là sản xuất 2016, đăng ký lần đầu vào năm 2017. Đây là thuộc phiên bản sedan nha anh em, chứ không phải là phiên bản hatchback. Nó có cái cốp để cho anh em có thể bỏ đồ được nhiều hơn. Và chiếc xe này bên Đạt chỉ ra bán với một cái mức giá vô cùng hợp lý luôn, chỉ có 419 triệu cho anh em nào đang muốn sở hữu một chiếc sedan ở phân khúc hạng B, xe đẹp, xe Nhật, nhiều option, xe chất. Và anh em yên tâm sử dụng vì Mazda nó cũng là một cái thương hiệu rất là bền bỉ và rất là giữ giá. Và ở cái tầm tiền chỉ có hơn 400 triệu, anh em đã lấy được một cái chiếc xe rất là đẹp như thế này, đời cao. Ngôn ngữ thiết kế Kodo, sử dụng động cơ Sky FT đó, và 1.5 chạy rất là bốc, rất là thể thao luôn. Và hôm nay xin mời anh em cùng đi theo dõi chi tiết với Đạt về chiếc xe này nhé. Ok anh em, thế thì chiếc Mazda này thì về pháp lý nó thì đứng tên cá nhân nha, phụ nữ, đúng chính hiệu phụ nữ đi đàng hoàng. Chỉ có đưa rước con thôi, nay con lớn quá thì họ đổi qua xe khác nó bự hơn. Và biển số tỉnh nha anh em, xe này đứng tên cá nhân, biển số tỉnh, 4 giỏ, nhìn xe, giờ xe cua thì có chạm đất nhẹ. Và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 6 vạn, hơn 60.000 km thì anh em thấy đi. Ví dụ như 3 năm 60.000 km thì 1 năm chỉ dừng lại ở mức 20.000 thôi, cũng rất là hợp lý cho một chiếc xe đời này. Nhưng mà anh em thấy đi, cái form rất là đẹp. Và cái màu sơn ở đây nó là màu sơn xanh. Thực sự là mình không có rành về Mazda lắm, thì cũng không biết cái mã màu đấy nó là gọi là sơn gì. Một số anh em gọi là sơn gì đó, cái tên tiếng Anh mình nhớ không rõ nữa. Đó, anh em nhìn tổng quan với Đạt về chiếc xe Mazda này nha. Nó chỉ nhỏ hơn chiếc Mazda 3 một chút xíu thôi. Và anh em thấy cái form dáng rất là đẹp ha, rất là trẻ trung, rất là hiện đại nha. Đó, rồi bây giờ Đạt sẽ cùng với anh em kiểm tra chi tiết cấn độ ngập nước chiếc Mazda 2 này nhé. Rồi, Mazda 2 giá chỉ có 419 triệu thôi. Wow, cũng chắc lắm anh em à. Quá là hợp lý cho anh em nào ở cái cầm cửa tiền này. Nó còn rẻ hơn chiếc Kia Morning nữa. Mà trong khi đó chiếc Mazda này nó là một chiếc sedan ở phân khúc hạng B, mà xe Nhật nữa, mà chiếc này là chất lắm. Cam kết với anh em là không có cấn đụng ngập nước gì ở đây. Nói chung là Đạt chuyên về Honda và Toyota, nhưng mà khi mà bắt gặp chiếc xe này thì mình nhìn cái chất xe nó còn đẹp quá, chạy nó còn thích quá, cho nên là mình mua về để phục vụ anh em. Cho nên là mình bán một cái giá nó cũng rất là hợp lý, bán nhanh cho anh em với một mức giá là 419 triệu, xe đứng tên cá nhân, biển tỉnh nha. Rồi, ok anh em, xin mời anh em kiểm tra ốc cabo. Đối với Mazda thì họ sẽ làm cái thân ở đây ha, nó có cái đường chỉ ở đây. Đó, nhưng mà còn ốc cabo ở đây ha, rất là đẹp nha. Rồi, keo chỉ. Wow, keo chỉ của Trường Hải chạy thì cũng rất là ok luôn anh em. Đó. Keo chỉ thì đúng đẹp luôn á. Đó, keo chỉ zin, xe này không có mất một ly chỉ nào đâu nha. Đó, anh em nhìn tất cả những cái lỗ tròn ở đây này. Đó. Đây, anh em kiểm tra ha. Keo chỉ là cam kết với anh em là zin nguyên bản đẹp nha. Xe này chỉ có làm sơn bảo hiểm thôi. Nước sơn zin còn đó của đó còn cỡ 95 hơn 95%. Và đây, có ốc capo còn lại đây. Rồi, anh em kiểm tra tiếp xuống phần khung xương bên hông này. Nó làm lộ thiên, mấy xe nhỏ làm lộ thiên này rất dễ kiểm tra luôn. Mình dễ kiểm tra những cái đường gân dập ở đây nè. Rồi mình kiểm tra con ốc ở cái phần đèn đây. Mấy cái xe nhỏ này thì đèn làm lộ ra này hết luôn, rất là dễ luôn. Đó, mình kiểm tra đèn rồi mình nhìn xuống bên trong, mình kiểm tra chân đèn các kiểu thôi. Rồi mình kiểm tra phần phía trước đây nè. Đây nè, đó. Mình kiểm tra những cái phần trước này xem nó có bị hở hay không. Tại vì những chi tiết đây bằng nhựa, nếu mà bị đụng thì ta thay hết. Mà thay nhiều lúc người ta nắng thì nó không thể đều và không thể đẹp. Rồi tương tự như vậy thì anh em kiểm tra luôn phần khung xương bên hông này. Ok, đẹp hết nhé anh em. Đó. Và tiếp theo nữa thì anh em thấy không, xe 1.5 sử dụng động cơ Skag Active Technology. Đó, đây Đạt mở ra cho anh em xem. Wow, cái máy Mazda làm cũng dữ dằn rồi anh em. Mới quá trời mới luôn nè. Anh em nhìn những ốc ở đây này thấy chưa, bảy màu hết, thấy không? Bảy màu này, bảy màu này, thấy chưa? Rồi, rồi anh em nhìn những con ốc chân máy đây. Cái xe này dễ coi đó, nằm hết lộ thiên trên máy hết rồi. Đó, là không có cái hiện tượng mà ngập nước, thủy kích gì ở đây hết nhé anh em. Đó, cái này thì mình gắn vào lại thôi. Đó, cái động cơ làm hoành tráng quá anh em. Nhìn vào nó lực quá. Nhìn lực và nó, nói chung là nó có một cái gì đó nó hiện đại so với cái tầm tiền và cũng như ở cái phân khúc sedan hạng B này. Đó, Đạt thấy nó hợp lý quá, hợp lý rất là nhiều so với việc
anh em bỏ một cái số tiền tương tự ra, anh em mua chiếc Kia Morning ha, hoặc là chiếc Hyundai i10. Và đây nữa anh em à, cho anh em yên tâm luôn nha, vỏ zin theo xe, đúng số series 45-16. Và anh em nhìn đi, mặc dù đi 6 vạn nhưng mà cái này đi đường nhựa không à, chất lượng vỏ còn đâu đó cũng khá là cao, lượng vỏ đâu đó còn cỡ 60%, anh em chắc có thể đi tới 100.000 cây thì mới thay ha. Và anh em nhìn tất cả những cái khe hở ở đây đều rất là đều, rất là đẹp nha, cam kết với anh em luôn á, zin đẹp nguyên bản, xe liên lạc ha, quá là hợp lý đúng không anh em, quá rẻ luôn. Tương tự xin mời anh em kiểm tra keo chị nha, keo chị đó. Rồi anh em kiểm tra ốc cánh cửa, ốc cánh cửa này thì nó tán một con nữa nó vặn ha, tùy theo mỗi hãng mỗi cách làm khác nhau, ốc ở đây cũng vậy nhé. Và anh em nhìn những cái tem cảnh báo đây nè, đó nó là cảnh báo sức lốp bên hông xe, tại vì cái thời lượng clip của Đạt làm một cái xe nó nhiều quá, cho nên là những clip sau này thì Đạt cố gắng Đạt rút ngắn cái thời lượng xuống, nó còn chừng 15 phút thôi nha anh em. Đây anh em kiểm tra keo chỉ với Đạt. Rồi vỏ này cũng zin luôn nha anh em, vỏ zin nha. Đối với Trường Hải thì họ làm cái số series Đạt để buông qua xe Kia rồi, thì nó số series nó chỉ cùng năm thôi, xe mới nhận ra trong hãng luôn, nhưng mà cái tháng thì nó lại khác nhau. Đó là đặc trưng của xe Trường Hải, không riêng gì Mazda, Kia, Peugeot cũng vậy hết. Đó. Rồi. Đây là phần cốp xe. Anh em yên tâm nha. Chiếc xe này có một cái cốp rất là rộng rãi luôn. Nó không có chật như những cái xe khác đâu. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ cái phần này lên. Đó, dỡ xi cua thì có lăn bánh nhẹ rồi. Và anh em thấy đi, những cái chi tiết rất là sạch sẽ ha. Dỡ xi cua, lăn bánh nhẹ rồi. Đó. Lăn bánh xíu thôi à. Gai còn rất là cao luôn. Đó. Công nghệ Sky Active, công nghệ của Mazda rất là nổi tiếng. Rồi, tương tự vỏ này cũng zin luôn nha. Mình cũng bỏ qua đi. Rồi, anh em kiểm tra keo chỉ cánh cửa đây. Thấy chưa anh em? Rất là đẹp nha. Và tương tự ở đây cũng vậy. Xin mời anh em kiểm tra keo chỉ luôn. Này. Đó, và anh em có thể kiểm tra ốc cánh cửa đây luôn. Ốc cánh cửa đây. À, đối với Mazda thì Trường Hải thì họ làm một cái tem rất là to đây ha. Tán sẵn vào trong xe luôn. Ghi tất cả các thông số ngày giờ sản xuất của xe. Và đối với xe Hàn Quốc này, Kia, Mazda và những cái xe sedan nhỏ thì anh em sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái lường này. Một cái lường họ sơn bằng sơn nhám và bằng một cái gì đó mình một cái miếng gì đó, thì khi mà lỡ mà cái xe nó đụng từ phía dưới đụng lên á, sập hầm á, thì cái này nó sẽ mất hết nha, nó không thể zin và đẹp hai bên như chiếc xe này. Đó. Và tương tự cái vỏ này cũng là vỏ zin theo xe luôn. Thì anh em thấy đi, về tổng quan cũng như lại gần, chiếc xe này rất là đẹp, rất là trẻ trung. Anh em nào mua để sử dụng gia đình nè, nó hợp lý, hoặc là anh em mua để cho bà xã đưa đón con làm quà tặng vợ, tuyệt vời đúng không anh em. Và xin chia sẻ lại với anh em, chiếc Mazda 2 này bên Đạt đang rao bán với một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em luôn, 419 triệu. Thông tin chi tiết anh em liên hệ với Đạt nha, số điện thoại của Đạt 0901 22 66 69. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kiểm tra phần nội thất của chiếc xe này nhé. Ok anh em, khoang lái của Mazda 2 cũng như thiết kế của nó thì cũng chả khác nhiều gì so với Mazda 3, có điều kích thước nó hơi bé hơn tí. Và cái chìa khóa của Mazda này rất là đẹp ha, hai chìa khóa rất là đẹp, rất là gọn luôn, kể cả Mazda CX-5 đời này vẫn sử dụng chìa khóa này luôn, nút để startup nha anh em. Nếu mà cùng đời 2016, 2017 á thì nó chưa được nhiều option như cái xe này đâu nhé anh em. Đây bây giờ nè, quay trở lại chiếc xe cũ, nếu anh em nào tìm hiểu xe này thì cũng để những cái option của nó rồi. Đặt xin phép tháo cái này ra đi, quay cho anh em dễ nhìn ha. Thì đầu tiên này anh em nhìn vào phần vô lăng nha. Vô lăng nó to, cầm vừa tay. Và chủ cũ họ cũng chả bọc vô lăng luôn. Nhưng mà anh em thấy không, nó chỉ bóng mờ bên này thôi. Và những cái phím bấm ở đây, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, sắc nét ha. Kể cả những cái vị trí này nè, anh em thấy không, xe này đúng là nữ đi luôn á. Chỉ có đưa rước con thôi, ngoài ra thì không có làm gì đi đâu xa cả. Đó. Và anh em nhìn thấy về phía đồng hồ á, thì nó sẽ có một cái đồng hồ chính giữa km và hai cái màn hình thông tin hai bên. Nó cũng màn hình hiển thị ra thông tin rồi đồng hồ tua máy rồi các cái ha. Rồi phần phía trên này thì mình sẽ có một cái phần màn hình ha. Màn hình thiết kế rất là đẹp, đặc trưng của dòng Mazda nó nổi lên như thế này.
đó, và anh em nhìn kỹ những cái chi tiết táp ly táp lô ở đây này. Cái này là da này anh em, da chứ không phải giả da đâu, da thiệt luôn này. Những cái đường chỉ may anh em thấy ở đây chưa, xe không có vết trầy luôn á anh em ạ. Đẹp lắm, phần nội thất xe này là cực đẹp luôn ha. Điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ, nhưng mà cái ba cái cụm phím ở đây này nó thiết kế bằng chrome, đẹp lắm đó, đẹp đẹp cực kỳ đẹp luôn đó. Xe này thì phần phía dưới này là hộp số nha anh em. Thì so với cùng đời 2016 thì xe Vios hoặc là xe City thì vẫn sử dụng hộp số CVT. Xe Vios thì tới năm 2018 mới CVT, trước đó là 4 cấp. Còn chiếc xe này thì anh em thấy hộp số nó là hộp số 6 cấp rồi nha. Hộp số 6 cấp nha, có cái chế độ lái M cộng, M trừ, và đặc biệt ở đây nè. Đó, phía dưới này nè, nó có cụm phím là Sport. Đó, để cho anh em có một cái giác lái rất là thể thao. Và phía dưới này là nguyên một cái cụm phím điều khiển hệ thống âm thanh giải trí luôn. Đó, rất là hiện đại. Đấy, ok. Đó, phím volume nè, phím home, navi các kiểu luôn. Để tay lên đây nè, thấy không? Rất là hiện đại luôn. Và Đạt rất là thích cái thiết kế của Mazda. Nhìn nó trẻ trung, đẹp. Kể cả phần ghế da ở đây cũng vậy. Ghế da của nó là da pha nỉ ha. Và anh em có thể nhìn vào chất lượng bộ ghế da của một cái xe mà đúng chất gia đình, đúng chất nữ đi nè. Ha, nữ đi gần gần chứ không phải nữ đi phá nha. Đó, anh em nhìn đi, da rất là đẹp ha. Những cái viền đỏ ở đây nè, chỉ may đỏ, rất là thể thao, rất là đẹp luôn. Về cái phần nội thất của xe này thì cực kỳ len ken luôn nha anh em. Đó, về an toàn thì xe này thì trang được trang bị hai túi khí phía trước thôi. Đó, phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ. Đó, thì nếu với những anh em nào mà hay coi xe Toyota của Đạt thì có thể là làm với chiếc Mazda. Còn đối với những anh em nào đang săn tìm chiếc xe này thì chắc cũng đã biết về dòng này rồi, cho nên là Đạt chỉ giới thiệu ở mức độ gọi là như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ngồi ở hàng ghế sau thì xem thì chiếc xe này ngồi có rộng rãi thoải mái không nhé anh em. Mazda 2 này là một chiếc sedan ở phân khúc hạng B nhé anh em. Anh em nhớ giúp dùm là nó là ở phân khúc hạng B chứ không phải là ở phân khúc hạng A đâu. Hôm trước có một chị khách hàng chị hỏi Đạt cái xe nó có bự hơn xe Morning không. Tất nhiên là to hơn Morning rất là nhiều rồi nha. Anh em thấy không, ngồi cũng thoải mái, rất là thoải mái ha. Có thể là đằng sau nó chật hơn Vios một chút xíu, nhưng mà cái này ví dụ anh em mua đi thì đi đường dài vẫn ok, không vấn đề gì đâu, đi 4 người thoải mái. Đặt di chuyển qua bên này, ghế này để bình thường nha, không hề ăn gian nha anh em. Đây thoải mái anh em, ngồi tựa cũng rất là thoải mái luôn đó. Ok anh em, như vậy thì Đạt đã giới thiệu cho anh em về chiếc Mazda 2 2016 đăng ký lần đầu 2017, và bên Đạt đang rao bán chiếc xe này với giá là 419 triệu, rất là hợp lý luôn nha anh em. Quá là hợp lý luôn, hợp lý hơn mua mấy cái xe con cóc ở phân khúc hàng A rất là nhiều. Đó, ở cái tầm tiền này nó nằm trong cái túi tiền của rất là nhiều người luôn. Thì anh em nhanh tay điện cho Đạt nha. Số điện thoại của Đạt là 0901226669, và bây giờ Đạt sẽ chia sẻ cái cảm giác lái rất là thích, rất là phấn khích của chiếc xe này cho anh em cùng cảm nhận nhé. Ok anh em, hiện tại thì mình đang cầm lái chiếc Mazda 2 phiên bản sedan 1.5 AT. Thì đối với cái Mazda cái thế hệ này á, thì nó chỉ có hatchback và sedan thôi, chứ nó không có bản deluxe hay là bản luxury như bây giờ. Bây giờ thì như là nó chia ra tới 6 bản đó, hồi đó thì nó ít phiên bản hơn bây giờ đó. Nhưng mà cái xe này anh em chạy bốc lắm, cái động cơ Skyactiv của Mazda làm rất là tốt. Với lại cái xe cái thiết kế và cái kiểu dáng của nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh á, cho nên chạy rất là lanh xe luôn nha anh em, rất là lanh xe luôn. Và Đạt cũng nghĩ ở cái tầm tiền mà chỉ có hơn 400 triệu như thế này, 419 triệu anh em chọn chiếc xe này á, đi rất là hay luôn. Đi nó thay thế cho việc anh em mua một chiếc i10 hay là một chiếc Morning mới á, thì chiếc này đi hay hơn nhiều chứ. Xe đầm hơn, chạy bốc hơn. Thật ra thì mức độ tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng như nhau là anh em thấy không? Wow. Wow, xe bốc lắm. Bốc, hộp số tự động 6 cấp, bốc lắm. Bốc, xe cả đầm còn tốt, chạy cũng rất là đầm, anh em thấy không? Phan ầm. Bây giờ đây sẽ kiếm đoạn đường thẳng để thử cái tay lái nha. Đây này. Đó. Không hề sửa lái nha anh em. Xe tuyệt vời đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh, đi trong thành phố rất là thích luôn. Và cái này anh em nào mới mua xe lần đầu này, chọn cái này giải pháp hay, tiết kiệm, bền bỉ, không có sợ nó hỏng vặt, chi phí sử dụng nó cũng thấp đó. Ok anh em, như vậy thì Đạt sẽ chia sẻ ngắn gọn với anh em về cái cảm giác lái, cũng như là Đạt chạy sơ qua một vòng để lái thử cái xe Mazda 2 phiên bản sedan 1.5 số tự động nha anh em. Thì thông tin chi tiết về chiếc xe này thì anh em liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại của Đạt là 0901 22
6669. Còn anh em nào đang theo dõi clip của Đạt mới lần đầu thì có những chiếc xe mà Đạt đã đăng rồi và đã bán rồi, anh em gọi điện không có kịp á, thì nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn cái nút chuông kế bên nha. Tại vì xe cũ mà lúc có lúc không, cũng không có chủ động được cái nguồn cung á, cho nên anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông kế bên để khi mà Đạt up cái video nào lên thì anh em nhận được thông báo ngay. Và biết đâu khi mà Đạt up một cái video nào lên đó chính là cái xe mà anh em tìm bấy lâu nay thì sao. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip của Đạt. Chúc anh em những phút giây thư giãn bên gia đình và người thân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé.